Sao có thấy con bé không? Lớp học tan từ 5 giờ chiều, có thấy đếch đứa nào đâu. Tôi chạy quanh xóm một vòng cũng chả thấy nó đâu cả. Chết rồi thì con tôi cũng biết có sao không ấy. Trên nhóm lớp ấy, người ta có thông báo gì không? Lên đấy xem thử. Nhóm nào? Tôi có biết nhóm nào đâu. Tôi toàn gọi trực tiếp cho cô thôi. Ôi, ông chở tôi đi tìm nó luôn. Trời ạ. Được cái mũi sao nào? Ôi trời. Con ôi, đi đâu đấy? Mẹ. Anh chị đi đâu thế ạ? Thế đi tìm con thì đi đâu nữa? Hôm nay con học bù, anh chị quên lịch à? Ôi trời cô ơi, con học bù cô phải báo với gia đình để gia đình đi đón. Ừ. Gọi điện cho cô giáo ngay giờ cũng được đâu. Lo quá. Đồ thót tim. Phiền cô giáo lần sau có việc gì ấy, gia đình nhờ cô được gọi cho gia đình một tiếng để gia đình biết mà ra đón con về. Gọi cho cô cha gọi được gì cả. Chị ơi, chị đổi ngay cái máy này đi. Sao đấy ạ? Trông có cũ thôi nhưng vẫn dùng tốt cô ạ. Giờ nhà bao việc, đổi điện thoại phí tiền lắm. Trên báo đài người ta đã nói rồi, chị nhìn này. Từ tháng 9 năm 2024 là điện thoại 2G chính thức sẽ không sử dụng được nữa. Cái máy này của chị sắp tới không dùng được nữa đâu. Chị đổi lên smartphone 4G của Viettel đi, để có lên nhóm lớp mà cập nhật tình hình chứ. Chứ giờ à, mỗi ngày chị gọi cho em cả chục cuộc. Em thấy mình giống tổng đài viên hơn là giáo viên rồi đấy. Cô ơi, thế là được đổi miễn phí à? Vâng. Ôi, thế tốt quá rồi còn gì nữa. Thế cái gì của ông Lưu nhà tôi là như là 2G hay sao nhỉ? Thế là không. Ôi trời ơi, ông Lưu ơi, là ông Lưu ơi, ôi trời ơi, lão làm mất toi mấy triệu bạc của tôi rồi, ôi trời ơi, thì đua thì lão chết mấy thôi, trời ơi. Chị được mua điện thoại 4G với giá 0 đồng, tức là miễn phí. Chị chỉ cần cam kết sử dụng gói cước của Viettel trên 6 tháng thôi là được. Cô ơi, mình nhiều loại này chả biết chọn loại nào ấy. Miễn phí thật à? Vâng. Ôi trời ơi, thế thì sớm quá, còn gì nữa. Thích quá.